công nghệ sản xuất dụng cụ cầm tay của Elora, Germany. Làm thế nào để nổi bật trong một thị trường nơi các linh kiện đều nhỏ, sự cạnh tranh rất cao và sự khác biệt giữa một sản phẩm tốt và một sản phẩm xuất sắc thường rất nhỏ và khó nhận ra? Trước hết, đó là không bao giờ hài lòng với hiện tại. Chính vì vậy, chúng tôi liên tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, đảm bảo đổi mới liên tục cả trong các sản phẩm mới lẫn sản phẩm hiện có. Thứ hai là cam kết về chất lượng cao nhất. Chúng tôi dựa vào sự kết hợp giữa các cơ sở sản xuất công nghệ cao và nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong nghề thủ công, mang đến cho mỗi sản phẩm của chúng tôi sự hoàn thiện cuối cùng cần thiết để vượt trội.
cuối cùng là luôn gần gũi với thị trường. Mạng lưới phân phối tinh chỉnh của chúng tôi đảm bảo khả năng cung cấp cao, thậm chí trong thời gian ngắn, đến bất kỳ đâu trên thế giới.